Một chiếc Hyundai i30 bản CW lại vừa về cửa hàng em Vũ Duy ô tô nhé bác. Vâng, đây là một chiếc xe đời 2011 và xe là xe tư nhân một chủ từ mới luôn, biển Quảng Ninh 14A303351 nhá. Bác nào mà yêu thích cái dòng Hyundai i30, đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Một chiếc xe kiểu dáng hạng C và đây là một cái dòng xe mà thiết kế theo phong cách wagon các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Ngon. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây. Dòng này một dòng xe rộng rãi tiện nghi với khoang để đồ đằng sau thì rộng như là những cái dòng SUV khi mà gập hàng ghế thứ ba xuống. Còn về mẫu tích hợp đa dụng thì option của xe thì tương đối là nhiều. Và con này thì đúng là thực sự với các bác là không thiếu một cái option gì. Cửa sổ trời, số tự động, đấy, điều hòa auto, đấy, miên man công nghệ luôn. Đấy, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ ABS nhá, không thiếu một cái gì. Và cái dòng này là một cái dòng xe được rất nhiều người lựa chọn luôn. 2011 đời cao, xe còn cứng và chiếc xe thì mang màu bạc, sạch sẽ, vừa về cửa hàng em xong. Xe mang biển Quảng Ninh 14A03351 và em này thì bác chủ ở thành phố Hồng Hà, Hạ Long cũng khá là giữ gìn xe. Đấy, xe đẹp, bao cứng cáp cho các bác luôn nhá. Và cam kết là không có lỗi lầm, không đâm đụng, không ngập nước. Kính còn zin toàn bộ và xe thì máy số là còn zin. Nội thất ghế da bò còn zin nguyên. Đấy, tuy nhiên là trần thì đã được bọc lên trần da cho nó sạch sẽ rồi. Đấy, ngoại thất bên ngoài thì xe thì tương đối là tươi cứng. Nội thất bên trong xe thì vẫn còn nguyên bản. Vậy thì tội gì mà không... Đây là một chiếc xe gia đình quá ok cho các bác ạ. Vâng, rộng rãi tiện nghi và đặc biệt là cái khoang để đồ đằng sau. Em này thì được bác chủ bác cái độ lên đèn bi rồi. Đèn bi này là đèn bi zin của hãng, nhưng mà cái đèn bi này này là đèn bi độ rất là cao cấp luôn. Bi zin nhưng mà cũng đã được độ lên led rồi nha các bác nha. Đấy, độ lên led ánh sáng rất là mạnh mẽ. Đấy, chiếu sáng khỏe và bầu đèn của xe là không có ố vàng, không có đọng nước, không mốc méo kể cả. Đấy, còn nguyên này. Và phần đèn gầm thì là bi của chiếc xe đang sử dụng là bi Fuji, rất là công suất rất là cao. Đấy, khả năng chiếu sáng thì khỏi bàn. Còn về phần toàn bộ cản trước của xe là sạch sẽ. Đấy, em này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm va, tai nạn, ngập nước nhá. Máy số là còn zin nguyên bản. Đấy, toàn bộ đồng sơn xe thì đều cản đồng đều. Đấy, và sạch sẽ. Tôn căng, gân cabo này còn nguyên. Xe thì vừa về em xong. Và chiếc xe này giá của nó thì lại rất là rẻ các bác ạ. Nhìn thì cứ tưởng mấy trăm, nhưng con này mua mới thì toàn 600-700, 800. Thế nhưng mà bây giờ thì giá của con này chỉ có chưa đến 300. Đấy. À, đăng kiểm thì đến tháng cái lốp thì là 2022 còn mới tinh, la răng đúc. Đấy, phanh đĩa đầy đủ nhá. Và cua lốp này, cua lốp nó còn đẹp như này. Sạch sẽ luôn. Tôn vỏ, tôn sườn của xe thì căng đều. Đấy, không có lỗi lầm, không có bả tỉa gì nhá. Đấy. Nội thất bên trong xe thì tương đối là rộng so với xe gia đình thì đây là một mẫu xe quá ok. Nó rộng hơn hẳn những cái dòng Hyundai i10, 20 là 30, rộng hơn hẳn Fadin, Morning, rộng hơn tất cả luôn. Vì đây là một phân khúc tầm C nên là nội thất bên trong xe thì khỏi bàn. Đấy, các bác nhìn táp lô xe này, cực kỳ sạch sẽ luôn, táp lô còn đẹp luôn nhá. Đấy, táp lô này. Và em này thì được bác chủ một cái độ một cái màn hình Android, có tích hợp cả SIM lẫn tích hợp mà các cái chức năng nhạc ở trên này. Đấy, có đầy đủ luôn, màn hình Android rất là xịn sò. Và điều hòa của chiếc xe là điều hòa cơ bản là điều hòa auto. Đấy, rất là mát. Điều hòa hiện nay là để chế độ thấp nhưng mà rất là mát luôn đấy các bác ạ. Đấy, cửa gió sấy kính các thứ là đầy đủ rồi. Và đặc biệt đây là một chiếc xe số tự động các bác nhá. Số tự động zích zắc rất dễ dàng. Và các bác mà muốn đi tốc độ cao xuống leo dốc leo đồi thì cũng có 321 đây. Rất là đơn giản cho các bác. Đấy, xe ngon như thế này, chất như thế này mà giá nó lại rẻ. Đấy, lại còn cửa sổ trời này, rất là hiện đại luôn. Nói chung là các cái option thì xe thì đúng là thực sự là không thiếu một cái gì về công nghệ cả. Đấy. Trần da của chiếc xe là được bọc lại, tuy nhiên là cũng phải nói là thực sự là đúng là bọc trần da nó sạch. Kỳ gọ thoải mái mà không phải lo lắng đến chuyện bẩn nhé các bác nhé. Đấy, đèn đóm đầy đủ không thiếu cái gì. Đấy. Và nội thất ghế da ở bên trong. Ghế đây em hạ kính xuống này. Đấy, các bác nhìn nhá. Nội thất bên trong xe là ghế da màu nâu da bò rất đẹp, da zin, da này da nguyên bản đấy ạ. Đấy, nội thất da nó còn đẹp như thế này, mới thế này. Đây, các bác nhìn này, toàn bộ các cái phần mới như thế này. Đấy, da người ta đi ít, sử dụng ít nên là rất là mới nhá. Đấy, ghế da cả hàng trước lẫn hàng sau hay là ghế người ngồi lái cũng đều là ghế da zin. Đây, các bác nhìn chất da của nó còn đẹp như thế này mà. Vâng, và em này thì đi ít các bác ạ. Vâng, mới chỉ lăn bánh được có 11,8 vạn thôi. Đấy, vô lăng củ số của xe là vẫn còn nguyên khâu da của zin của hãng luôn này.
Đấy, vẫn còn nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, vô lăng không nguyên bản này. Đấy, có túi khí đầy đủ, còi thì tương đối là to. Mà em này là túi khí là còn zin nguyên các bác nhá. Các cái phần vô lăng này nó chỉ mòn hơn mòn một chút chút thôi. Đấy, kính điện 4 cánh là hoạt động hoàn toàn bình thường. Cửa mở nhẹ nhàng và gương chiếu hậu này này, gương zin, đấy gương zin đây này. Đấy, có cụp gương hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, cục gương hoạt động hoàn toàn ok các bác nhá. Đấy, mở gương này. Và em này thì có cái là đăng kiểm rất là dài đến tháng 4 năm 2024 cơ, có nghĩa là đến tận sang năm. Đấy, thoải mái các bác đi lại không phải lo lắng cái chuyện nộp phí đường bộ hay cái gì cả, vì bên em đã nộp phí hết rồi. Khóa khiển thì em này có hai cái chìa khóa khiển thông minh nhá. Đấy, đi kèm là hai chìa khóa khiển thông minh đầy đủ cho các bác. Tapi xe thì úi giời càng đét luôn, tapi gì toàn bộ da có lỗ thoáng khí này. Đấy, các bác nhìn ạ, tất cả tapi da, xe đẹp đẽ sạch sẽ, kính thì lên xuống rất là nhanh. Xe gia đình đi bao giờ nó khác hoàn toàn với xe taxi dịch vụ các bác ạ. Taxi dịch vụ thì những cái phần này là không bao giờ được nhanh chóng như này đâu. Đấy, đóng mở cửa rất là nhanh chóng và đặc biệt là nội thất bên trong xe thì tương đối là sạch sẽ. Đấy, em này thì đây, sàn này, sàn da của nó này còn nguyên. Đấy, các bác nhìn sàn da rất sạch luôn nhá. Đấy, và bàn đạp chân côn, chân phanh, chân phanh, chân ga của xe thì vẫn gần như là mới tinh. Một chiếc xe ngon lành cành đào. Đấy, bao chất cho bác. Để cả bản lề đó các bác nhìn này, toàn bộ các cái ốc ở bản lề đây nó còn nguyên bản. Và chỉ keo cánh là bao zin các bác luôn nhá. Chỉ cánh là bao chuẩn chỉ bao zin các bác toàn bộ. Đấy, keo chỉ cánh cũng như là gioăng cao su là bao cho các bác là rách mục là không có. Đấy, toàn bộ là gioăng cao su là không có rách mục tí nào. Đấy, chất xe thì nhìn từ bên ngoài nhìn vào thì cũng đây là một chiếc xe tương đối khá là tươi tắn, sạch sẽ, ngon lành. Đấy, êm luôn. Ở bên phần bản lề đấy cũng thế này. Đấy, các bác nhìn đấy, đấy toàn bộ phần bản lề đấy. Đấy, nó còn rất là mới nhá. Một mẫu xe 2011 đến bây giờ là cũng được 12 năm. Nhưng mà xe người ta đi ít nên là đâm ra chất xe thì gần như là cứng đét luôn. Và xe thì đang có mặt tại cửa hàng em ở Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác ạ. Vâng, vừa rẻ vừa ngon mà xe lại chất cứng luôn như thế này mà không mua thực sự là hơi phí luôn đấy ạ. 2011 đấy, dàn lốp mới tinh, dàn lốp Hankook, ta lông còn nguyên này. Đấy, 2022 dàn lốp 2022 đấy, lốp còn mới tinh và cái cua lốp của xe là không có mục mọt tí nào. Đấy, các bác nhìn ạ, toàn bộ cua lốp là không có mục mọt tí nào nhá. Đấy, chất xe rất là cứng đẹp, sơn xi đồng sơn đều. Đèn hậu của chiếc xe thì là thiết kế theo đúng form, đấy, rất thể thao, kiểu dáng trẻ trung. Đấy, và logo thì các thứ là còn nguyên. Về tình trạng xe thì đây là một chiếc xe còn tầm khoảng 90% so với xe mới. Vâng, gần như là tất cả các thứ là của xe nó còn nguyên luôn. Ốp mở nhẹ nhàng. Đấy, chỉ cánh này. Các nhìn chỉ cánh này. Đấy, ốc này là còn nguyên này. Rất đẹp và sạch sẽ luôn nhá. Đấy, toàn bộ dòng chỉ là còn nguyên này. Đấy, toàn bộ chỉ cánh là còn nguyên luôn. Và chiếc xe này thì đây, cái sàn phía dưới này là sàn hai lớp. Đấy, có lốp sơ cua ở phía dưới. Đấy, lốp sơ cua Maxxis còn nguyên. Đấy, và đồ nghề các thứ của xe là còn nguyên bản nhá. Lót lòng của xe là không có lỗi lầm, không có mục mọt này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, và chất xe thì nói chung là đây là một chiếc xe rất là cứng cáp. Đấy, các bác về đi thì quá yên tâm. Và cái khoang phía sau này thì rất là rộng. Đấy, các bác có thể để được cực kỳ nhiều đồ. Còn nếu các bác mà muốn để nhiều hơn thì các bác có thể hạ cái hàng ghế thứ hai xuống. Các bác có thể một chỗ để khoảng tầm hơn một khối 6. Đấy, để được rất rất nhiều đồ nữa các bác nhá. Đấy, xe ngon bao cứng cáp căng đét luôn. Đấy, toàn bộ dàn lốp mới này, phanh đĩa 4 bánh có ABS. Đấy, la răng. Đấy, la răng đúc. Đấy, cua lòng lốp để xe vẫn còn rất là ok. Và chiếc xe này thì nói chung là về độ chất thì yên tâm rồi. Các bác mua những cái dòng này về đi lại lành bền. Và động cơ máy 1.6 thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây. Đấy, mà lại rất là khỏe, không hề hao xăng các bác nhá. Đấy, không, không hề hao xăng một chút nào luôn. Đấy, chất xe thì cứng đét này, ngon êm, máy mượt mà. Và cửa sổ trời đầy đủ. Đấy, không thiếu cái gì các bác ạ. Kính còn zin nhá, đây kính lái còn zin nguyên này. Động cơ máy của chiếc xe là 1.6 ăn xăng ít. Đấy, bây giờ thì ta sẽ cùng ra khoang máy. Trước mắt các bác đang là khoang máy của chiếc xe Hyundai i30 bản CW. Em này thì máy là còn zin nhá các bác nhá, máy dưới là còn zin nguyên. Bây giờ mặt dàn cò này thì cũng đã thay
mặt răng thôi, chứ còn đâu là máy là còn zin. Vâng, cam kết các bác là máy số là còn zin nhá. Xe là không có đâm đụng và không có ngập nước, là dầu mỡ là còn đầy đủ luôn. Đấy, về là các bác yên tâm là chỉ biết chạy thôi, không phải làm gì cả, không có hơi thừa hơi khói gì đâu nhá. Đấy các bác ạ, không có hơi thừa hơi khói, dầu mỡ bắn ra đấy còn nguyên luôn, xe còn rất là cứng. Và nói chung là về chất xe thì đây là một chiếc xe rất là ngon. Các bác chỉ cần nhìn các cái phần mép ở phía dưới này đấy, các cái vách vách bằng nỉ này là các bác biết ngay là xe người ta đi nhiều hay đi ít rồi đấy. Và xe là không có bụi bẩn, không có mục mọt gì cả đấy, còn nguyên luôn đấy. Các cái phần đầu này là còn nguyên này, xe là chưa có động chạm gì đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, ốc phần đầu này còn nguyên này đấy, chưa có động chạm đâm đụng gì cả. Và xe thì cam kết là không có tai nạn ngập nước thủy kích nhá. Đấy các bác nhìn này, các cái phần đầu răng ở phía đằng trước này đấy, còn ngon nguyên đấy, không hề lỗi lầm đấy. Và keo chỉ ốc cabo là chưa có động chạm gì đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, chất tổng thể của xe thì đấy là một chiếc xe tương đối là cứng. Và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là hời, loanh quanh ở giờ gọi là chưa đến 300. Đấy, thế này là bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp nhá. Còn nói chung là với cái tầm tiền khoảng 200 thì chắc chắn là em sẽ không bán rồi. Đấy, một mức giá rất là hợp lý với mọi người. Và xe thì bao chất cứng, bao chuẩn chỉ. Bác nào mà yêu thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp và trải nghiệm luôn chiếc xe Hyundai i30 bản CW này nhá. Em này thì gầm của nó vẫn luôn rất là đẹp. Đây các bác nhìn đây, toàn bộ gầm này, xe là không có mục mọt gì cả, đã được phủ gầm rồi. Đấy, không có mục mọt tí nào nhá. Nói chung là tất cả các thứ thì bây giờ là về là chỉ có việc là phục vụ các bác là vận hành thôi, chứ không phải sửa chữa, không phải bảo dưỡng cái gì đâu. Đấy, xe vẫn còn rất là ok, lái lủng rất là nhẹ nhàng. Đấy, vô lăng trợ lái nhẹ nhàng êm ái luôn. Và dòng này thì nói chung là cũng là một dòng xe của nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, nên là cái những cái chất xe kể cả từ tôn vỏ hay là máy số gầm bệ các thứ của nó là rất là bền. Đấy, theo tiêu chuẩn thì rất là bền luôn các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe ngon lành cánh đào cho tất cả mọi nhà. Xin cảm ơn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.